Đây là một cái vườn của một nông dân mà không phải chuyên về nông nghiệp, mà học bên kinh tế, sang Sài Gòn lập nghiệp. Tôi muốn nói về cái để sau 20 ngày chúng ta thoát được con rầy thì nó như thế này. Trong công thức của nó rất rõ là sau thứ hai, thứ ba tháng thì chúng ta không cần cái thảo mộc, không cần cái oligo và cũng không cần phun xịt. Thậm chí chúng ta không cần cả cái amino acid. Vì lúc đó đất đã được chuyển thành phân. Nhưng mà trong giai đoạn này đó thì như thế nào? Những cái vườn mà ý thức về hữu cơ đó thì sau 20 ngày nó cũng có rầy. Từ ngày đổ xi. Nhưng mà nó không có gây hại. Bây giờ các cái vườn mà hữu cơ thấp thì chúng ta phải thứ nhất là đầu tiên phải tăng cường cái hữu cơ. Cái thứ hai là tăng cường cái amino. Nếu chúng ta không tăng cường hai cái này thì chúng ta phải chấp nhận, dù kinh tế ta khó khăn, chúng ta phải chấp nhận cái chuyện rầy nó sẽ cắt tấn công vào cơ đọt thứ hai. Vì không phải chúng ta cứ đổ xi một sớm một chiều là nó giải quyết được hết vấn đề rầy, mà nó phải cần có thời gian. Xi nó là thảo mộc mà, như là đông y mà, không thể là vừa uống có mới có vài thang rồi còn có tuần lễ, có nhiều người nói tôi mới xài xi 6 ngày vẫn còn rầy. Vậy thì hóa chất mấy chục năm nay sao vẫn còn rầy thì lại không lên tiếng. Nên là có một số người không hiểu cái xi lắm, mà chẳng qua là nghe đồn đồn rồi sử dụng. Nên là nó đúng hàng ngàn vườn thì không thể nó sai một vườn được. Những cái vườn này kịp có ý thức về hữu cơ, cơ đọt này vẫn có rầy nhưng mà kịp không phun vì cái lượng ngọn nó ra quá nhiều. Nên khi phun thì phải phun cho đúng, là phun hôm nay hôm sau nghỉ, hôm sau đi thăm vườn còn cái nào còn chúng ta phun lại, chứ không phải là chúng ta tăng lên thành 3 lít xi một phi rồi 2 lít thảo mộc, 3 lít thảo mộc. Không phải chúng ta một phi 1 lít rưỡi xi, 1 lít rưỡi thảo mộc là nhiều lắm rồi. Nhưng vấn đề chúng ta phải phun đúng cách. Như đây nó có rầy nè, nhưng mà người ta đâu có cần, không sao cả. Cái lượng ngọn nó ra cực kỳ nhiều như thế này thì vài ba cái lá đâu có sao. Còn nếu ai mà kỹ cầu toàn thì chúng ta tiến hành xịt. Nên cái cơ đọt cái lần đầu xịt đầu tiên chỉ là mông má mà thôi. Cái lần thứ hai này nè, đó nó ra ngọn này, nó có rầy này, xịt. Xịt hôm nay qua hôm sau nghỉ. Để qua hôm sau đi thăm vườn rồi lại có thì ra xịt. Nhưng mà những cái người mà yếu về hữu cơ thì nội sinh cũng không tăng được. Yếu về amino acid thì nội sinh cũng khó mà tăng được trong vòng 20 ngày. Nên trước sau gì thì cây sầu riêng cũng phục hồi, nhưng chúng ta đầu tư mạnh tay thì cái khả năng phục hồi nó nhanh hơn. Còn nếu ta không có kinh tế thì tôi vẫn làm cho cây sầu riêng thoát thuốc bảo vệ thực vật được, nhưng nó chậm hơn. Chứ đừng có nghĩ rằng là có rầy chúng ta tôi phun thuốc bảo vệ thực vật để tôi chặn nó. Nội sinh mà không tăng thì chặn có chặn 70 năm nữa rồi, không thiếu một loại thuốc gì rồi. Nên là phải hiểu xi nó không phải là thần dược đâu, mà mới có mười mấy ngày là biểu là hết rầy rồi. Muốn hết rầy nhanh thì lặp lại là phải tăng cường hữu cơ lên. Nếu ai đất nền đất ai chưa có hữu cơ và tăng luôn cái amino acid. Tôi ghi rất rõ là 5 lít xi là 1 lít cho tới 2 lít amino cho những cái cây bình thường thế này, còn những cây dở bạc của miền Tây là khác 2 cho tới 4 lít amino Có những vườn rất là suy nhưng đổ có 1 lít một 5 lít xi có 1 lít thì không thể nào nội sinh nó tăng nhanh lên được. Còn cái chuyện mà xi nó chuyển đất thành phân và nó thì phải cần tới 20 ngày. Và trong cái giai đoạn 20 ngày này chúng ta phải mượn amino acid, mượn cái đạm tôm để chúng ta làm cho cái cây nó khỏe nhanh thì nó mới kháng được. Nó phải hiểu vấn đề nó như vậy. Chứ không phải chúng ta tăng cái liều lên nha, lặp lại là chúng ta tăng thảo mộc lên, tăng xi lên, không phải vậy. Mà chúng ta phải phun đúng cách. Hôm nay phun, nếu khi bắt đầu có con rầy, cái này nó cũng có chích nè, nhưng mà có sao đâu, nó hàng ngàn cái ngọn khác.
thì có sợ gì một cái lá này?